vô đơn nghĩa đứng trên bình diện thực tế của thế gian thì tất nhiên là nghĩa nhiều quá đếm không nổi. Nên người Quốc họ dịch cái chữ vô đơn nghĩa là sutra, là tên of innumerable meanings. Innumerable không thể đếm được, vô lượng mà lượng là đếm, hữu lượng vô lượng. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta hiểu vô lượng nghĩa của Phật giáo, của tinh vô lượng nghĩa, thì cái vô lượng đây vừa có nghĩa thế tục là không thể đếm được, không thể lượng được, không thể đếm nổi, định nhất vô lượng để đếm được, vô lượng mà. Mà đồng thời nó không chỉ kẹt trong cái lượng, không kẹt trong hữu lượng và vô lượng đối đãi nhau, mà vô lượng đây có nghĩa là thoát từ vô tướng. Mà vô tướng đây là gì? Vô tướng đây là tướng của chân như. Vô tướng đây chính là vô trụ niết bàn. Vô trụ niết bàn hay chân như, mà vô tướng ở đây chính là thực tướng. Thực tướng mà là vô tướng, là không kẹt. Nhưng vô đây không kẹt trong hữu vi và vô vi. Cho nếu chúng ta mà còn kẹt trong vô vi đó, thì cái vô vi đối đãi với hữu vi. Cái vô tướng đây đó không phải là vô tướng của vô vi đối với hữu vi. Tức là vô tướng đây là đồng nghĩa với vô nhị, và vô nhị là không hai. Vô nhị đồng nghĩa với bất nhị. Chữ bất và chữ vô nó khác nhau chỗ nào? Cái khó nhất của kinh vô lượng nghĩa là nằm ở chỗ này. Chẳng hạn vô tướng như thế, tôi đọc tiếp cái câu mà mới vừa nói, tức là vô tướng mà bất tướng, bất tướng mà vô tướng thì mới gọi là thực tướng. Mấy người Tàu mà nguyên bác bây giờ lại đọc chữ Tàu lại đọc này còn khó hiểu nữa. Bởi đây chữ Tàu của năm 481, cái kỷ thứ 5, năm 481 được dịch ra chữ Tàu, vô lượng nghĩa đây được dịch được pháp sư Đạt Na Rata Yanas dịch ra chữ Tàu năm 481, khoảng năm 480 thế kỷ thứ 5, chữ Tàu thứ 5. Mà ngay chữ Tàu chúng ta mà phân biệt làm sao cái chữ mà bất tướng với vô tướng nó khác nhau, tất nhiên người ta nói đồng nghĩa không, nó khác nhau chỗ nào? Vô tướng như thế tức là vô tướng mà bất tướng, bất tướng mà vô tướng thì mới gọi là thực tướng. Thì không cách nào hiểu được, hiểu cái đó là thật. Nhưng mà cái chúng ta mà hiểu thì chúng ta cũng là hiểu cách tương đối thôi. Nhưng mà đầu tiên đó thì tôi xin thưa với quý bác, ở đây có nhiều bác rất giỏi chữ Nho, và chẳng những hiểu Nho, có những vị là người Việt gốc Hoa, người Hoa gốc Việt mà là giáo sư, nó giống cô mà trưởng lớp tôi biết đó, cũng là giáo sư chữ Tàu, nghe thầy Lý nói cũng giáo sư chữ Tàu, giáo sư chữ Việt gì đó. Thì xin câu trưởng lớp giải thích cho tôi sự khác nhau giữa bất tướng và vô tướng lúc này. Tại sao đây mà vô tướng như thế, tức là vô tướng mà bất tướng, cái khác nhau giữa vô tướng và bất tướng là khác nhau chỗ nào? Tức là mình dịch cho hôm nay xuống quý bác, vô tướng thì không có tướng, mà bất tướng cũng không có tướng, không có tướng đó. Nhưng mà khi hiểu phương Phật giáo phải hiểu là không có tướng đó, đừng có kẹt dính vào cái không có. Nếu chúng ta kẹt dính vào không có thì chúng ta bị kẹt vào trong cái đoạn đó, đồng diệt đó. Chẳng hạn những người thích tự tử đó, những người mà thích tự tử thì thích đoạn diệt. Còn người mà thích sống dài tới mấy ngàn năm đó, 100 năm tới mấy ngàn năm là thích thường. Một người thích thường hằng thì kẹt trong cái thường hằng, thích sống dài rồi kẹt trong cái thường hằng. Một người mà thích chết sớm, đoạn diệt, thì hai cái đó Đức Phật cấm hết, không có kẹt trong cái thích sống dài, cũng không có kẹt vào thích chết yểu, tức là không kẹt vào cái thường còn, và cũng không kẹt vào cái mà mau chấm dứt. Thì cái chữ vô và chữ bất đây là không nằm trong cái chỗ đoạn diệt, phải hiểu như thế, bởi thế mới gọi là thực tướng. Thành ra bây giờ, nhưng mà cái gì thông thường nhất đó, cái vô tướng là gì, thì chúng ta sẽ biết, bởi vì cái tất cả Phật giáo nằm trong vô tướng đó. Vô tướng rồi vô tánh, tánh tướng khác nhau à, nhưng mà khác nhau rốt cuộc là cũng khác nhau. Tánh tướng, vô tướng, vô tánh, vô tự tánh, vô thể tánh, vô tướng, vô tướng tánh, vô tánh tướng, rồi bất tướng, bất tánh, ít ai dùng chữ bất tánh, bất không thì còn có, không rồi bất không. Giống như mà đại thừa vô tu là được khỏi tính luận, không bất không, hay là bất không thành tựu Như Lai. Đức Phật Như Lai ở phía bắc đó, bất không thành tựu Như Lai, bất không, không không là cao hết rồi, còn bất không nữa, không bất không. Còn đây là vô tướng rồi bất tướng. Nhưng vô tướng bất tướng là bởi vì vô là không, bất cũng là không, nhưng vô tướng bất tướng là sao, nó khác nhau chỗ nào cô vậy Thọ?